tiêu của mình, của Hai Em Đi nó lên tới con số phải 50 tỷ thì thực sự là khá là lớn. Em muốn hỏi về tiền thưởng. Vâng, vậy tiền thưởng là 50 tỷ thì cũng là lớn đấy, mà trong khi đó nói chung bây giờ tình hình kinh tế thì nó cũng đang và khó khăn ấy. Thì theo em thì con số này nó có thực sự khả thi không? Một câu hỏi phải nói là nó không hẳn là nó chứa đựng cái băn khoăn của nhân viên đâu, mà anh cũng phải thừa nhận cả bọn em là chính trong ban lãnh đạo của bọn anh cũng có những sự tranh luận về vấn đề này. Tại vì các thành viên trong ban lãnh đạo thì cũng có trao đổi trong một cái tình hình kinh tế như thế này thì để chi ra 50 tỷ tiền thưởng cho riêng HWMB vào một năm là một con số rất là lớn, và anh cũng thừa nhận với cả em là con số này thậm chí nó còn vượt qua cả cái lợi nhuận của HWMB trong năm nay đấy. Thế nhưng mà về quan điểm của Huawei thì em cũng biết rồi, có nghĩa là kinh doanh thì là có lúc này lúc kia, và cái chính sách cho nhân viên thì bọn anh cố gắng, bọn anh giữ vững được cái chính sách phúc lợi cho cán bộ nhân viên, và làm sao đấy mà nếu mà trong những cái lúc mà kinh tế khó khăn thì thậm chí là lãnh đạo có thưởng cũng đã là vui rồi, bởi vì em biết là trong 50 tỷ này nó có cả thưởng của ban lãnh đạo đúng không? Thì lãnh đạo mà có thưởng là cũng đã vui rồi, thì còn trong những lúc này thì anh nghĩ là cổ đông chắc cũng phải thông cảm và chia sẻ, vì những cái tình hình khó khăn như này mà nếu như mà không thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái bẫy con gà quả trứng, có nghĩa là cái nào quả trứng thì tốt hơn. Thế vậy về quan điểm của anh thì đến lúc cuối cùng sau khi thảo luận cả ban lãnh đạo thì anh vẫn quyết định là anh giữ nguyên cái mức tiền thưởng như thế này để nhằm khích lệ anh em hoàn thành cái kế hoạch cuối năm, và thông qua đó thì là mình giải quyết được rất là nhiều vướng mắc của HWMB nói riêng cũng như là của HWMB Group nói chung. Thế thì em cũng rất là hy vọng là sau này bọn em cái con số này sẽ đạt được, và bọn em nói chung là Tết này sẽ vui.